Với kênh Alibaba 007, hiện giờ là 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2024. Như đã hẹn với quý vị khán giả, tôi sẽ trở lại ngay sau giữa lúc chiều tối như thế này. Và hôm nay cũng là ngày chiều tối thứ 6, cho nên nếu những ai đang công tác trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp thì đã là ngày cuối cùng làm việc của tuần này, và chúng ta chuẩn bị cho 2 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Xin chúc quý vị khán giả hiện giờ đã và đang vào bếp với người nổi tiếng. Còn Alibaba không quên đem đến cho quý vị khán giả thêm mắm, thêm muối, thêm những gia vị cho cái món ăn tinh thần của quý vị khán giả. Bữa ăn của quý vị khán giả được thêm phần ngon hơn khi mà vào kênh của Alibaba 007. Đặc biệt là buổi live stream này thì tôi sẽ cơ bản nhường kênh cho bạn Minh Thủy, một người rất tâm huyết với cái vụ án Hồ Duy Hải. Và đặc biệt trong mấy ngày gần đây, anh tích cực khai quật, đào xới lại cái hồ sơ, có thể nói là của vụ Hồ Duy Hải. Mặc dù rất nhiều người đã lãng quên nó, nhưng rất nhiều những cái tình tiết rất là hay. Ví dụ như tối hôm qua tôi đã chia sẻ, anh đã chia sẻ trên kênh nền tảng Facebook của anh với những cái bài báo, những báo của Công an Nhân dân đã khẳng định là cái câu chuyện là báo Công an Nhân dân có 2 ngày sau, tức là ngày 16 tháng 1 năm 2018 đã khẳng định là Hồ Duy Hải đã khẳng định là hung thủ nép vào cầu thang để đã biết được những tình tiết như vậy. Thế rồi là những cái tình tiết rất là diễn ra nó rất là trớ trêu cho một bộ hồ sơ được dàn dựng như thế nào. Và chúng ta sẽ qua với bạn Minh Thủy sẽ làm rõ cho chúng ta biết những cái điều mà bạn chia sẻ bằng việc khai quật lại hồ sơ của vụ án này. Sau ít phút nữa tôi sẽ gọi bạn Minh Thủy. Trước khi gọi bạn Minh Thủy, như cách đây ít giờ đồng hồ tôi cũng đã live stream nói về một cái vấn đề là cái gì đến cũng sẽ phải đến. Việc các củi gộc sẵn sàng cho cái việc có vào lò hay không thì chúng ta chờ xem cái mức độ kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhân vật cộng cán, một đã còn đang đương chức, hai đã nghỉ rồi, đó là chính Trần Tuấn Anh. Ông Trần Tuấn Anh đang là Ủy viên Bộ Chính trị, đang trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Và hai nhân vật có thể nói là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đó là ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ mà tôi đã nhắc đến nhiều lần. Với trước khi nghỉ, có 2 ngày bị miễn nhiệm, thì ông đã ký triển khai cái dự án sân golf ở Quảng Ninh cho FLC. Và một nhân vật nữa rất nổi tiếng với những câu nói, đó là nếu chính quyền sai, chính quyền xin lỗi nhân dân, còn nhân dân sai, nhân dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó chính là nhân vật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Và ba nhân vật này có thể nói được nhắc đến thời gian rất dài rồi, nhưng hôm nay mới được sau kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới được nhắc đến để đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét hình thức kỷ luật với những nhân vật này xem ở mức độ nào. Thế và có thể nói một tin nữa là cũng trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất một cái quy trình là bảo vệ cho những người tham gia tố cáo trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đấy là đề xuất cái quy trình của Bộ Chính trị nhanh chóng ban hành. Và cái nữa là hôm nay một lô củi gộc cũng đã được đưa ra liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một trong những cái gọi có thể nói rằng đây là vụ án thứ 5 mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố. Và mong rằng có thể cơ quan điều tra Bộ Công an nên gộp lại cho nó ngắn thôi, chứ nếu mà không lại lòi ra những 63 tỉnh thành đều có thì khởi tố đến 63 vụ án thì nó nhiều quá, trong khi chị Nhàn chưa xuất hiện thì rất nhiều
những nhân vật có thể nói trùm gần cuối hay trùm cuối sẽ bị lộ diện. Vâng, chúng ta hãy chờ xem. Còn bây giờ chúng ta đi vào với bạn Minh Thùy, để tôi sẽ nhường kênh cho bạn Minh Thùy để bạn hãy chia sẻ với cộng đồng mạng xem những vấn đề về vụ án Hồ Duy Hải và những vụ án khác như thế nào. Xin chào sếp, hôm nay thứ sáu này có đã được nghỉ ngơi chưa? Dạ em được nghỉ rồi anh, dạ em nghỉ rồi ạ. À thế có cái lô củi nhưng mà nó lại là gỗ lim. Một trong những cái nhóm hàng đầu ấy, thì liệu có đốt được không, thì mai mời bạn đến chỗ chỗ chính phủ chở giúp cái em xin quốc gia. Rồi sau đây xin mời nhường kênh nhiều bạn, chắc là có những cái vấn đề gì mà cũng lâu lâu rồi, vừa rồi mấy ngày vừa rồi bạn đã đăng tải trên nền tảng Facebook kênh Vạch Trần Hồ Sơ Vụ Án, có những cái có thể nói là những cái khai quật lại đi, ta cứ nói câu khai quật lại cái vụ án Hồ Duy Hải, có rất nhiều những cái mà khán giả đã lâu rồi không nghe lại, biết là đã phân tích rất nhiều rồi, nhưng đợt này lục lại thì vẫn cứ cảm thấy mới mới, để cho mọi người cho nó đỡ lãng quên cái vụ Hồ Duy Hải đi cái. Vâng, sau đây xin mời bạn chia sẻ cùng quý vị khán giả. Mình thì xin chào quý vị khán giả, chào anh. Chắc là mọi người nghe giọng em tốt đúng không ạ? Mình thì nghe rõ nhưng không biết là khán giả, hãy cho comment ạ. Vâng. Thế, vâng, thế thì trước hết thì Minh Thùy xin cùng với quý vị khán giả và cùng anh Alibaba tối nay sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam có cái chiến thắng ấn tượng trước Indonesia, và từ đó thì có những cơ hội rộng mở để chúng ta có thể lọt vào vòng 1/16 của giải Asian Cup. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ cái trận đấu này. Thế nhưng mà đương nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà quên được các cái vụ án oan bây giờ. Thì thực ra thì em lại quan tâm vụ án oan lắm anh ạ, bởi vì là rất nhiều những con người bị oan ấy, thực sự là họ rất khổ, họ rất khổ. Hôm nay thì em lại có nhận được một cái gọi là một cái bạn vũ thức nữa, mà luật sư Lê Văn Hòa cũng đã đăng tải đấy, đã kêu oan. Thì nghe qua bạn ấy nói chuyện thì em cũng thấy là có cái gì đó có vẻ là nó hơi khuất tất trong cái vụ án của bạn ấy rồi. Nhưng mà cái có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ sau. Đấy, nhưng mà Minh Thùy thì thực sự là vẫn xót xa cho cái thân phận của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường. Lê Văn Mạnh thì không nói rồi. Lê Văn Mạnh thì xin nói quý vị khán giả là mình chỉ chắc lại Lê Văn Mạnh cũng xuất phát từ mấy dòng chữ viết ở trên cái vỏ bao thuốc lá Thăng Long thôi. Mà lần trước thì Minh Thùy đã phân tích rồi, thì gần này nó cũng giống như trường hợp của ông Trấn, ông Long ấy cũng đều là kính thưa vợ là tôi là xin tự thú. Đấy thì người ta chỉ bám vào đây thôi. Và sau những con người được minh oan thì Lê Văn Mạnh bị tử hình rồi thì mình thì không nói. Thế nhưng mà riêng vụ án Hồ Duy Hải thì mình thì cũng rất bức xúc, cũng rất là cảm ơn anh em Alibaba đã cùng lên tiếng. Thế nhưng mà mình thì vẫn cho rằng là bây giờ phía bà Loan và Trần Hồng Phong thì chắc là chỉ có thích gọi là lên kênh YouTube mà gọi là đóng phim thôi, chứ còn thì họ cũng chẳng kêu oan cho Hồ Duy Hải đâu. Nói thật sự quý vị khán giả như vậy. Đấy, cái thứ hai là mặc dù là những cái mà nó rất là cũ, nó cũ nhưng mà quý vị khán giả có thể đọc, quý vị khán giả thì chưa thể hình dung ra vấn đề. Em thì có đăng tải lại để quý vị khán giả thấy là nó có những sự mâu thuẫn, và hay như là theo như nếu như theo như cái thông tin của chú Cao Văn Gươn đã từng tố giác tội phạm thì rõ ràng là cái bài báo công an dân này đã đưa sai lệch về các thông tin. Thì mình thì có đặt lại vấn đề là tại sao cái bài báo công an nhân dân này lại đăng vào ngày 16 tháng 1 mới sau 2 ngày kể từ khi vụ án xảy ra. Thì họ mặc dù là cơ quan điều tra là không giám định kỹ thuật hình sự giờ chết của hai nạn nhân, mà tại sao họ lại khẳng định được nó rơi vào khoảng từ 20 giờ đến 20 giờ 30, và sau này Hồ Duy Hải khai rằng khi bưu cục của oai nghỉ tức là 20 giờ 30 thì Vân đi cho tiền, Vân đi mua trái cây và ở nhà thì sát hại ông, có nghĩa là lẫn nhau rất là ít giờ. Có nghĩa là ở đây là cơ quan điều tra là xác định rất là đúng. Như vậy là không khám nghiệm giờ chết của hai nạn nhân theo các cái kỹ thuật khoa học hình sự thì tại sao khẳng định được như vậy?
Và tại sao cơ quan điều tra lại khẳng định được là gì? Là hung thủ ra tay khi mà Vân đi mua trái cây. Điều này rất lạ luôn. Và tại sao cơ quan điều tra lại khẳng định chỉ có một hung thủ thôi? Và cái thứ ba là cái hành vi ra tay của hung thủ. Tại sao cơ quan điều tra lại biết rằng à, hung thủ nấp ở chỗ khuất? Mình thì nói là ví dụ chẳng hạn như thế này, à, cái thanh niên cho đi mua trái cây lúc đấy nó chỉ đến một mình thôi, nhưng đằng sau nó còn xảy ra khi mà vẫn đi mua trái cây lúc đấy nó đến một đống thì sao, hoặc là gì, hoặc là à, nó có thể là à, nó chẳng cần tép ở chỗ khuất mà nó chờ ngay ở phòng khách luôn, nó để cái ghế ở cửa buồng đó, nó bảo là Vân đi vào trong bếp Hồng gọi cái gì đó thì nó đi sau đập đầu thì vẫn cứ có thể xảy ra bình thường. Vậy tại sao cơ quan điều tra đã có những cái tình huống này và lúc đấy đã bắt được hung thủ đâu? Chưa bắt được hung thủ. Thế thì chúng ta nhớ lại như này này, ở trong cái buổi phỏng vấn của Tôn Sô của phóng viên VTC News ấy, thì người ta có nói là cái phóng viên này nó có nói là cái trường hợp của Nguyễn Văn Nghị, thế thì ông Tôn Sô nói là đấy là do một vài tờ báo nào đăng. Thực ra thì nếu như phóng viên ấy nói là không, thưa thiếu tướng, rằng tờ báo đó là của Công an Nhân dân đăng thì có lẽ là cũng không nói được gì. Thì đây là cái tờ báo Công an Nhân dân, và chính là như này này, cái bài báo này chính là của Vũ Danh Nhã Phong, tức là chính là nhà báo Hoàng Hùng đăng đăng cái bài này lên. Đấy, thế thì về sau thì nhà báo Hoàng Hùng là bị thiêu, và cái vụ án Hoàng Hùng này là vợ của nhà báo Hoàng Hùng này vẫn là Thúy Liễu là bị tuyên án chung thân, thì vẫn đang kêu oan, riêng vụ án ở Thúy Liễu đã kêu oan. Và bà Thúy Liễu này có một cái đặc điểm là gì, là cái phòng giam của bà Thúy Liễu này là sát với phòng giam của ông Cao Văn Ngân cái thời kỳ mà ông Ngân bị bắt nhé. Đây là một cái điểm lạ đấy, không phải không đâu đấy. Và nhà báo Hoàng Hùng ra đi một cách rất là có khuất tất, có vấn đề. Và em nghĩ rằng nhà báo Hoàng Hùng này biết rất nhiều về vụ án Hồ Thị Hải, biết rất nhiều về vụ án Hồ Thị Hải. Thế thì ở đây thì Minh Thủy có nói thế này này, tức là sau khi quyết định giám đốc thẩm 2020 ấy, thì rất nhiều các báo chí lên tiếng, và hầu như họ định hướng dư luận rằng cái quyết định không đáp bao đúng. Thì em, cá nhân em cho rằng ở đây có hẳn một cái chiến dịch truyền thông để mà bênh vực cho cái quyết định không năm. Thì thực sự trong cái quyết định không năm đó thì hội đồng thẩm phán đã đưa ra cái gì, là kể cả bài báo công lý đã đưa ra gì, cái nhìn khách quan về tài liệu và chứng cứ vụ án Hồ Thị Hải. Rồi là cái trong cái kháng nghị, trong cái quyết định không năm đó họ nói là gì, là họ giơ tay biểu quyết là khi mà có cái quyết định bác đơn ân xá thì viện kháng nghị kiểm sát kiểm sát nhân dân cao ra kháng nghị là không đúng pháp luật. Không đúng pháp luật ở đây có nghĩa là sai pháp luật. Vậy thì sai pháp luật thì căn cứ vào điều khoản nào thì họ lại không nói? Thì đây chính là việc lạm dụng chức vụ quyền hạn. Họ tuyên rằng đây trong cái kết luận của quyết định 05 đấy chính là tuyên bản án đấy. Họ nói là viện kiểm sát là không đúng pháp luật, kháng nghị không đúng pháp luật đấy. Thì vậy thì đây chính là hành vi gọi là lạm dụng chức vụ quyền hạn, bởi vì họ không có căn cứ, họ chỉ nói thế thôi. Rồi đưa ra các cái chứng cứ, đưa ra chứng cứ là gì, là cảnh sát điều tra này, chụp hình cái điện thoại còn lại. Thực ra cái đấy không phải là chứng cứ, cái đấy nó chỉ giống thôi, phải chứng cứ nó phải là cái gì có thật. Và trong cái kháng nghị của cơ quan cảnh sát điều cơ quan kiểm sát nhân dân cao, họ nói là rất nhiều các cái vật chứng cơ quan điều tra Long An cho rằng đó là có ý đấy là có những vật có giá trị chứng minh. Thực ra vì thì ví dụ cho quý vị khán giả này, người ta thu cái mũ bảo hiểm của Hồ Thị Hải, người ta cho đấy là cái vật chứng, thì xin lỗi là không phải nhé. Trường hợp như thế này thì mới được gọi là vật chứng, tức là cái vật mà có giá trị chứng minh tội phạm thì đấy mới gọi là vật chứng. Nếu như Hồ Thị Hải đội cái mũ bảo hiểm của Hồ Thị Hải đến cục công an mà gây án, sau khi đó khi ra về mà để lại cái mũ đó, thì cái mũ đó được coi đó là vật chứng chứng minh rằng Hồ Thị Hải có mặt ở thời điểm tại hiện trường, thì lúc đấy mới được coi vật chứng. Chứ còn cái mũ bảo hiểm mà thu ở bên ngoài đấy thì nó không có ý nghĩa chứng minh, không có ý nghĩa chứng minh về cái vật này. Và người ta nói rằng là chứng cứ về vụ án Hồ Thị Hải, thì thực ra mình chỉ có nói là bây giờ xin hỏi 17 ông thẩm phán mà đứng đầu lúc nhà mình là cái chứng cứ của vụ án Hồ Thị Hải là cái gì, thì chắc chắn người ta không bao giờ đưa ra được, vì thực sự là không có một cái chứng cứ gì cả để chứng minh cái tội phạm cả đấy. Thì ở đây thì trong cái bài báo đó thì họ nói là Nguyễn Văn Nghị, thì trước đây thì Minh Thủy đã từng lên kênh Anh Ba Ba nói rõ là Nguyễn Văn Nghị không phải là hung thủ,
Thế thì ông Phong ông ấy có gọi là làm một cái đơn cho bà Loan, căn cứ vào các cái tờ báo này, kể cả căn cứ vào tờ báo Công an Nhân dân này, đi tố cáo, tố giác nghi can Trịnh. Thực ra thì như này, thế nào là nghi can Trịnh? Tức là nghi can là tất cả những đối tượng mà người ta nghi có liên quan vụ án này thì đấy gọi là nghi can. Thế nhưng mà cái đối tượng nào mà gọi là khuất tất nhất, có nhiều vấn đề nhất thì đấy người ta gọi là nghi can chính, và người ta sẽ tập trung đấu tranh với cái đối tượng đó. Thế thì rõ ràng là cái bài báo này nó đưa lên như vậy, thì ông Phong mới xui bà Loan làm một cái đơn. Thế thì ở đây thì Minh Thủy cho rằng là Trần Hồng Phong đây là đưa bà Loan đi lạc đường. Bởi vì là như này này, là lúc đó là đã có kết luận điều tra Hồ Gia Hải là ông Tùng. Thì nếu như với cái vai trò gọi là gì, luật sư, thì một đầu tiên là phải minh oan, chứng minh cho Hồ Gia Hải đã là minh oan rồi. Bởi vì mục đích là minh oan chứ không phải mục đích đi tìm kẻ đồng phạm. Bởi vì là tố cáo thì chỉ tố cáo là nghi can, chứ không phải đấy là không phải là hung thủ chính. Đấy. Cho nên cái việc này chính là cái việc là mất thời gian và câu giờ. Mất thời gian và câu giờ. Cho nên sau này khi phiên giám đốc thẩm đó diễn ra thì người ta công bố cái lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Đấy. Lúc đó thì ông Phong hồi bản đó, thì cái này thì mình thì đã công bố rồi. Tức là Nguyễn Văn Nghị lúc đó thì có đến cuộc cổ ngoài và phát hiện ra một thanh niên khác hồi đó. Và đương nhiên là cái thanh niên này thì khả năng rất cao là Nguyễn Văn Nghị biết, cho nên là bắt buộc là lời khai của Nguyễn Văn Nghị phải rút vào hồ sơ AK để khỏi khai ra cái thanh niên kia ngồi bị cục gọi là ai. Và có một cái điều nữa là gì, là cái lời khai của Đinh Văn Còi và Lê Thị Chí là hoàn toàn là hai nhân vật này không hề đến bưu cục Cầu Voi, bởi vì không có một cái chứng cứ nào chứng minh rằng hai cái nhân vật này có mặt ở bưu cục Cầu Voi. Và cái việc nhìn thấy thanh niên áo vàng đó chính là dành cho một cái phương án khác. Còn nếu chứng cứ để mà chứng minh rằng Còi và Chí đến bưu cục Cầu Voi thì chính cái số điện thoại của hai con người này phải phát sinh mỗi một cái số máy là 100.000 ở cái thời điểm 20:45, thì cái việc này xác định cực kỳ dễ nhưng hoàn toàn không bao giờ có, và đương nhiên lời khai này là ví dụ. Thế thì về cái việc làm của cái vụ án Hồ Duy Hải thì mình thì cho rằng là họ đã dẫn dắt gia đình đi quá xa. Đấy. Cái nhiệm vụ chính là minh oan thì không minh oan, tức là gì, mình thì nói là tất cả trong cái hồ sơ vụ án này không có một cái gì được coi là chứng cứ cả. Lời khai của Thu Hiếu, Minh Son, Đinh Phú Hùng, Võ Lục Đang, tất cả các thứ là đều là giả hết, không có, mình thì sẽ khẳng định là không có. Thế thì ở đây thì có một cái khe này, có một khe này nữa, có thể là nếu như luật sư mà thực sự mà có tâm ấy, thì vẫn có thể lật lại được vấn đề. Đó là gì? Là mình thì khẳng định với quý vị khán giả này, lời khai của Thu Hiếu là hôm đó có mặt ở bưu cục Cầu Voi thì khẳng định luôn là Thu Hiếu không có mặt tại bưu cục Cầu Voi. Bởi vì cơ quan cảnh sát điều tra không đưa ra được một chứng cứ nào chứng minh rằng Thu Hiếu có mặt ở bưu cục Cầu Voi. Nếu như cái chứng cứ chứng minh rằng Thu Hiếu có mặt ở bưu cục Cầu Voi thì cái duy nhất đó chính là dấu vân tay trên nồi cơm điện. Bởi vì là Thu Hiếu có khai là chính mình là cái người nấu cơm ăn trưa đó. Đấy, và cái nồi cơm điện thì đương nhiên là không rửa, cho nên là kiểu gì có dấu vân tay Thu Hiếu. Thế nhưng hoàn toàn là không có. Và Thu Hiếu khai mâu thuẫn hiện trường rất nhiều. Không mâu thuẫn hiện trường rất nhiều thì khẳng định là Thu Hiếu không có mặt ở bưu cục Cầu Voi. Thì cái lời khai của Thu Hiếu nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở đó, tức là Thu Hiếu khai rằng 17 giờ thì đi về. 17 giờ thì đi về. Đấy, 17 giờ thì đi về. Thì có buổi trưa hôm đó thì Thu Hiếu và Hồng Vân có nấu cơm ăn trưa xong đi nghỉ trưa. Thế thì chúng ta lật lại cái biên bản khám nghiệm hiện trường của biên bản pháp y đấy, người ta nói là gì, là khi pháp y hai cô gái này thì đều có thức ăn đã nghiện trong dạ dày, lượng ít thức ăn đã nghiện. Thì nếu như mà căn cứ vào các cái gọi là cái kết luận của y khoa ấy, thì cái việc mà thức ăn đã nghiện đó là nó sẽ diễn ra sau cái bữa ăn cuối cùng khoảng 5 đến 6 tiếng, khoảng 5 đến 6 tiếng. Như vậy là ở đây Thu Hiếu về lúc 17 giờ thì cho rằng là gì, là hai cô gái đó ăn luôn, tức là 17:30 có thể ăn luôn. Vậy thì cái thức ăn đấy đã nhuyễn thì có nghĩa là chúng ta cộng thêm khoảng 5 đến 6 tiếng nữa. Như vậy là cái giờ của hai cô gái đã mất nó sẽ lệch vào khoảng 23 giờ, chứ không phải 20:30 bưu cục nghỉ mà Hồng bị sát hại này. Đây là một cái điều căn cứ vào cái tài liệu khoa học y khoa là lập tức là cái thời gian nó không phải như này, và có thể sơ bộ xác định được cái thời gian này. Đấy. Nếu như mà nói rằng là gì,
là các cô gái này ăn từ trưa chiều không ăn thì lúc đó thức ăn lại tiêu hóa hết rồi chứ không còn để lúc đấy nữa. Bởi vì là đến chiều là khoảng 6-7 giờ chiều là nó tiêu hóa hết rồi, để tức là qua 5-6 tiếng là tiêu hóa rồi. Cho nên lại là gì, là cái thức ăn đã nhiễm trọng dạ dày. Ở đây chúng ta cũng không cần phải có cái kết luận về giám định pháp y là sẽ khẳng định giờ chết của hai nạn nhân là giờ nào, nhưng thức ăn đã nhiễm trọng dạ dày thì nó khẳng định rằng tức là hai cô gái này sẽ ăn và được tiêu hóa vào trước đấy khoảng cái bữa ăn cuối cùng khoảng 5-6 tiếng. Như vậy là nếu như theo lời khai của Thu Hiếu thì 17 giờ Thu Hiếu về, hai cô gái chưa ăn. Nghĩa cho rằng cô gái, hai cô gái sau khi mà Thu Hiếu về, hai cô gái đó ăn, thì chắc chắn là quý vị cộng cho mình thì 5-6 tiếng nữa. Như vậy là cái thời gian xác định hai cô gái bị sát hại không phải là lúc 20:30, mai 20:30 trở đi. Đấy. Thế nếu như mà chúng ta tính như thế này, 20:30 khi Miêu Cục nghỉ thì Hải cho tiền Vân đi mua trái cây. Thế thì 9:01 thì Vân ở chỗ hàng bà Ngân. Sau đó đi về xong thì Minh Thùy cho rằng là nó khoảng 9:30 thì lúc đó ấy, là cả Vân và cả Hồng chưa ai bị sát hại. Như vậy lúc này nó sẽ mâu thuẫn với kết luận điều tra. Là hai cô gái đã hoàn toàn không bị sát hại bởi cái giờ đó. Thì cho nên ở đây là chính vì cái việc khám nghiệm trong dạ dày của tử thi như vậy thì nó có thể chứng minh được rằng thức ăn đó là chuyển sang dạng nguyên, là nó sẽ sau khi hai cô gái ăn nó khoảng 5-6 tiếng. Như vậy chúng ta có thể xác định được ngay là giờ chết của hai nạn nhân không phải là khoảng từ 20:30 đến 21:30. Nhưng cái việc này thì không ai làm, mình thì phải khẳng định là không ai làm, cái này, và người ta cũng chẳng bao giờ để ý đến cái bộ hồ sơ này. Tức là ở trong cái vụ án Hồ Duy Hải này rất nhiều cái khe, rất nhiều khe để đi vào đây, và nó mâu thuẫn cực kỳ nhiều luôn, mâu thuẫn rất nhiều các vấn đề ở trong này. Thế thì về chứng cứ trong vụ án Hồ Duy Hải không có một cái nào được gọi là chứng cứ, không có một cái nào, đến giờ phút này không có một cái nào luôn, thì toàn các lời khai, chỉ toàn các lời khai mà Hồ Duy Hải sau này bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ thì khai phù hợp với những lời khai kia thôi, chứ còn không có một cái chứng cứ nào cả. Thế thì khi vụ án xảy ra, cái bài báo này đăng vào cái ngày 16 tháng 1 đó, thì lập tức là gì, là cơ quan cảnh sát điều tra tập trung vào mối quan hệ tình cảm của hai cô gái. Như vậy nhiệm vụ điều tra thì người ta sẽ phải xác định toàn bộ những cái thanh niên trong cái độ tuổi đó hoặc lệch đi một ít có quan hệ với hai cô gái. Thì khi người ta xem cái sao kê của bưu điện đó thì người ta tìm gia đình Vũ Thường thì tại sao không tìm ra Hồ Duy Hải, vấn đề nó ở chỗ đó. Và hai là những cái vật chứng trong vụ án này đều không có, đều là dùng ảnh hết. Chứ mà xin nói quý vị khán giả như này, nếu như chúng ta gọi là mất một cái xe máy thì ít nhất chúng ta còn cái đăng ký nó tồn lại, hoặc là gì, một cái phiếu thu nộp tiền cho cửa hàng mình mua một cái xe máy. Thì giống như cái bưu điện họ mất một cái điện thoại Nokia thì họ phải xuất trình cái chứng cứ là cái gì, đó là chính là chứng từ để mua hai cái điện thoại này, thì trên nó sẽ thể hiện model, loại máy, màu gì, serial bao nhiêu, là lúc đấy nó mới gọi là chứng cứ, chứ không phải cái việc cảnh sát điều tra chụp ảnh cái điện thoại còn lại để coi là chứng cứ là sai. Đây không được coi là chứng cứ, chắc chắn là như vậy. Và người ta cố tình chứng minh rằng cứ Hồ Duy Hải là có mặt ở biểu cục Cầu Voi để làm sao phải có đó thì nó mới lại khai ra những cái đồ vật trong đó. Và trong lời khai của Thu Hiếu, xin nói quý vị, người ta không bao giờ người ta hỏi là gì, thế bây giờ mày ngủ ở biểu cục Cầu Voi chưa, thì vậy thì cái ga trải giường màu gì, nhưng người ta lại hỏi Hồ Duy Hải câu đấy. Và người ta chẳng bao giờ hỏi Hồ Duy Hải trong thời gian mày ngồi đấy có thì ai vào không, là không bao giờ người ta hỏi, không bao giờ người ta hỏi. Thế thì ở đây mình thì phải nói là cái cách mà đi vào cái vụ án này thì nó rất là nhiều cách, thật sự là rất nhiều cách, và chúng ta thấy rất nhiều khe hở, thì mà Minh Thủy cũng lạ một điều là không ai làm về những việc này. Đấy. Thì bây giờ chẳng hạn như sau này Minh Thủy nói đây không phải là cái chuyện là bới móc, thế nhưng mà vấn đề là kể cả sau này luật sư Ngô Trai có vào đấy, cứ đăng lên Facebook là đáng ra là phải lấy nước bọt ở cái tô cái chén để giám định xem là thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thực ra như này, kết luận điều tra người ta đã nói là Hồ Duy Hải là hung thủ, thì người ta lấy cái đấy làm gì, và bây giờ có lấy được không?
đáng ra thì nó làm gì? Thì đáng ra thì nói chẳng hạn như là ông mất trộm một cái xe máy rồi thì bây giờ ông trách nhau là đáng ra lúc đấy ông phải khóa càng bạn ạ. Nó mất rồi thì làm sao mà đáng ra được nữa. Cho nên là những cái việc đó thì mình chỉ cho rằng là nó không có ý nghĩa, và hai là nó chẳng có một cái tác dụng gì trong cái việc minh oan cho bị hại cả. Không không có, xin nói quý vị là không có ý nghĩa. Đấy. Vấn đề là minh oan cho bị hại là một cái việc đặt lên hàng đầu. Đấy. Quan ở chỗ nào? Ví dụ hội đồng toàn thể thẩm phán họ chơi chữ, họ chơi chữ là gì, là vụ án hồi giải có sai sót, có vi phạm, thế nhưng mà vi phạm so với cái gì thì người ta không nói. Ví dụ vi phạm đó là gì, là các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, hoặc là gì vi phạm về quy định này, thông tư này, hoặc vi phạm về nguyên tắc điều tra thu thập chứng cứ này đấy, thì đấy nó mới gọi là vi phạm. Về nó phải là cụ thể nó là vi phạm gì, nhưng người ta chỉ nói chung chung nó là vi phạm, chứ còn vi phạm gì người ta có bao giờ người ta nói đâu. Thế nhưng mà kháng nghị sai, kháng nghị của viện kiểm sát thì họ nói luôn là vi phạm, không đúng với pháp luật, có nghĩa là sai pháp luật, là vi phạm pháp luật. Thì vi phạm pháp luật thì vi phạm điều nào khoản nào thì người ta chẳng nói. Và hai là Minh Thùy cho rằng là gì, đây thực sự đây là không phải là người ta không biết, chắc chắn là không phải người ta biết, người ta biết rất rõ luôn. Và tại sao người ta lại có thể mà mình thì phải nói một câu là có thể nhất tâm để mà ký một cái gọi là tuyên án, y án tử hình thì đúng là thua người ta thật. Không hiểu là người ta nghĩ gì. Nếu như gia đình không minh oan được mà vẫn tử hình Hồ Duy Hải thì đấy cũng phải là một tội ác. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy Hồ Duy Hải bị oan 100% không có chạy vào được cả, vì không có chứng cứ là để buộc tội. Và ngay sau khi vụ án xảy ra thì lập tức cái bài báo này, thông qua bài báo Công an Nhân dân, chúng ta đã thấy ngay được một cái việc, đó là việc gì, làm sai sự thật của vụ án. Chắc chắn là chúng ta nhìn cái hiện trường đó và cái hành động mà Vân bị đưa vào trong cái khu bếp đó, biết chắc chắn là không thể một hung thủ làm được việc đó, mà phải là hai hung thủ trở lên, rồi kết hợp với chuyện là chú Cao Văn Ngân đã tố giác. Đấy là những cái rất là khách quan. Rồi là những chứng cứ, rồi gọi là những cái, gọi là những cái người họ chứng kiến Hồ Duy Hải đám tang để đủ thấy là Hồ Duy Hải không có mặt ở trong hiện trường đó. Thế nhưng mà ngay mà ngày 16 họ đưa lên thì chứng tỏ là họ đã có một cái, mình thì cho rằng có một kịch bản để làm lệch cái vụ án này ngay từ phút đầu tiên. Họ không có thể nào mà căn cứ, họ chỉ xác định là một hung thủ. Bây giờ tất cả những câu hỏi đó, xin nói là giáo sư Tiến sĩ Hòa Bình cũng không bao giờ trả lời được đó, không thể trả lời được những câu hỏi đó. Tại sao lại biết là hung thủ ra tay với Hồng khi mà Vân đi mua trái cây? Ông căn cứ vào đâu? Nếu như ông không khám nghiệm tử thi, giám định giờ chết bằng khoa học kỹ thuật hình sự thì tại sao lại dám khẳng định nghi ngờ đó? Và tại sao lại nói là hung thủ là biết nép ở chỗ khuất để mà chờ Vân về? Hung thủ lúc đó chưa bắt được. Đây là những cái điều mà phải nói là không ai có thể chấp nhận được. Rồi sau đó các báo chí lên, và thậm chí cả cái tạp chí của luật sư Việt Nam cũng đăng lên cái vụ án Hồ Duy Hải. Đấy. Thế thì trông chờ gì ở Liên đoàn Luật sư Việt Nam? Xin nói thưa quý vị, trông chờ gì? Ngay cả cái chuyện họ phát công văn đề nghị cho ông Trần Đồng Phong vào tham dự phiên tòa. Đấy. Căn cứ vào cái điều 386, tức là quyền của luật sư trong một phiên tòa đó là tranh tụng. Nhưng thực tế luật Trần Đồng Phong không phải là luật sư tranh tụng, không phải là luật sư bảo chữa, thì tranh tụng cái gì ở đây? Mà luôn nào luật sư lại còn căn cứ ở đây để xin cho ông Phong vào đây, thì mình thì cho rằng là đây là bịp hết. Xin nói quý vị, bịp hạch luôn, không có một cái gì gọi là không bịp cả. Không biết là bà Loan bà có hiểu cái vấn đề gì không, thế nhưng mà mọi người thì cứ lên nói là bà Loan bà ấy kỳ thông minh, bà hiểu luật lắm, bao nhiêu năm đi hoàn, mình chỉ cho rằng là bà ấy chả hiểu gì cả. Hoặc là bà ấy rất hiểu nhưng bà ấy lại đi trái với con đường kêu oan rồi nhỉ, minh oan rồi nhỉ. Kêu thì bà kêu to rồi, thế nhưng mà minh oan thì không làm được. Thì cái điều này là không không chấp nhận được, không chấp nhận được. Bây giờ gia đình thì im bặt luôn. Thế bây giờ xin nói quý vị khán giả, bây giờ hồ sơ này mà đưa ra là làm hẳn một cái gọi là cái giải trình hoặc là cái báo cáo về vụ án Hồ Duy Hải từ đầu đến cuối, gửi thẳng cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước, gửi thẳng cho mình giáo sư tiến sĩ luôn để ông giải trình thế nào về cái vụ án này. Câu hỏi nhân dân đặt ra trước Quốc hội là vụ Hồ Duy Hải có oan hay không oan, thì ông chẳng kết luận là có oan hay không oan, mà cứ đưa ra là chứng cứ đó chứng kia, 500 đại biểu Quốc hội đấy không phải là thẩm phán để mà quyết
để mà biểu quyết rằng là ông Dài có tội không có tội. Mà đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi là có tội, là cái bản án đó tuyên có Hồ Dài có hoàn hay không hoàn, thì nếu như với vai trò tranh án thì ông nói là các tài liệu và chứng cứ đủ thuyết phục để chứng minh rằng Hồ Dài chính là hung thủ, không hoàn, thế là chấm hết. Thằng này ông lên ông kể chuyện Vân nghe Hồ Hải quen Vân thế nào rồi vào trong sở soạn thế nào, đấy có phải một cái phiên tòa đâu mà cứ đưa những cái đấy ra làm gì. Rõ ràng là như vậy rồi, tức là người ta né hết, xin lỗi quý vị là kể cả cái phiên giải trình quốc hội cũng né luôn. Làm gì có cái gì để thuyết phục được nhân dân cộng đồng mạng đâu, nhân dân dư luận nhân dân đâu. Và vụ án này hoàn toàn không không được sự đồng tình ủng hộ của dư luận quần chúng nhân dân. Và cái sâu xa hơn nữa rằng bây giờ rất nhiều các cái vụ án hoàn, ví dụ chẳng hạn như tới đây là xử vụ án Tưởng Đăng Thế. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như vụ án của một số người nữa, chẳng trong đấy có cái vụ của ông Cảnh, vụ án ở Cần Thơ, rồi vụ án một số các vụ án nữa. Đấy. Thế thì xin hỏi quý vị là cái niềm tin của chúng ta vào cái nền tư pháp này theo những nói có đúng hay sai? Thực sự là đúng hay sai? Những cái đúng ấy thì chúng ta rất được ít biết, những cái sai thì nó đổi cổ ngay. Mà những cái sai này thì nếu như do trình độ nghiệp vụ yếu kém thì không nói. Thì đây toàn là một sự cố tình, mình thì cho là một sự cố tình hết. Rõ ràng là các vị giáo sư tiến sĩ đó không thể nào mà người ta không hiểu thế nào là chứng cứ cả. Thế mà cứ toàn các lời khai đấy, toàn các lời khai không có một cái gì để mà gọi là phù hợp cả. Xin lỗi quý vị ạ, ngày xưa quý vị có nhớ ông Trần Phong ông ấy nói là Minh Thùy có nói lên phản biện Trần Phong ghê quá, thì Trần Phong có lên nói là còn một cái chứng cứ bom tấn bom tả nữa thì mà chưa đưa ra. Quý vị có biết đó là cái gì? Đó chính là cái đoạn ghi âm clip giữa bà Tư Lan và Trần Hồng Phong. Thì đây cũng chỉ là cái lời tường trình bà Tư Lan, cũng không có một cái chứng cứ nào chứng minh rằng tối hôm đó Hồ Duy Hải là có mặt ở Đạp Đan chồng bà đấy, là không có. Nó vẫn chỉ là lời khai, đây cũng không được coi là chứng cứ. Cho nên là bản thân ấy, là ngay cả cái việc xác định chứng cứ thế nào mà người ta còn không làm được thì bây giờ nói là không thể minh hoàn được, không thể minh hoàn được. Muốn lật lại vụ án này bắt buộc phải đi vào vi phạm tố tụng và lật lại từng khe từng tí một, kể cả là phục vụ yếu cũng không có chứng cứ nào chứng minh ở có mặt hiện trường đó chứ. Toàn là bịa hết cả, Đinh Vũ Hùng cũng bịa ra hết tài sản. Chúng ta chỉ cần lật một vài vấn đề lên thôi là nó sẽ khác ngay lập tức. Thế nhưng mà xin nói quý vị khán giả là có ai như Trần Hồng Phong bây giờ nói quý vị khán giả là nếu như một cái người lên tiếng trong vụ án Hồ Duy Hải đến gia đình nhà bà Loan này cũng bị đe dọa bằng chết. Mà Trần Hồng Phong hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải 11, 12 năm thì mà vẫn cứ có hợp đồng kinh tế với lại trên đất địa bàn Long An 4 năm mà ký với thằng La Vi Long An đấy, khoảng trị giá khoảng 1 năm nó khoảng 200.000 đô la Mỹ. Xin nói là nếu như mà gọi là ông mà có minh oan cho Hồ Duy Hải ấy, thì đừng có nói chuyện mà về cái đất Long An ấy mà làm ăn. Mình chỉ có nói thẳng như thế. Chứ không phải là cái chuyện là 7 nhân chứng, 7 cái người đi đám tang đấy mà khai mà ông ở nhà ông vẫn còn đàn piano tưng tưng bây giờ không có đâu. Xin nói quý vị thật như vậy. Cho nên là ngay cả những cái việc đó mình thì cho rằng là kể cả là sau này luật sư Trần Đình Dũng có vào định làm cái vụ án Hồ Duy Hải này, luật sư Trần Đình Dũng là phải xin của Minh Thùy hồ sơ. Chứ còn này cùng gọi là cái nhóm với Trần Hồng Phong đó thì Trần Hồng Phong chỉ cho luật sư đó cái gì cái gọi là kết luận điều tra, cáo trạng và cái bản án sơ thẩm phúc thẩm đấy là hết. Thế thì xin nói quý vị khán giả là cái bốn cái tài liệu đấy thì làm sao mà làm được cái gì? Không làm được cái gì. Xong là lên là bắt đầu là chửi mới thế nọ kia. Thế cuối cùng bây giờ là thì cái đáng trách nhất, cái chuyện luật sư thì không rõ, nhưng mà đáng trách nhất mình vì đến giờ không phải trách chính là bà Loan. Chả biết quý vị khán giả nghĩ thế nào nhưng mà mình thì cho rằng là bà Loan là rất có vấn đề luôn. Chẳng biết là mẹ con thế nào nhưng mà rất có vấn đề. Thế một khi mà cứ nhìn cái gương của ông Trinh ấy, ngày nào cũng gọi là kêu oan, nhưng mà cái chuyện mà ngoài ra thì dựa vào luật sư Lê Văn Hòa đã có đơn đầu hàng trình bày đầu hàng đến đâu được cái đảm bảo nào đó thì sao
thể là đấy thì em mới nói là có vấn đề, còn vấn đề gì thì chúng ta không kết luận. Có vấn đề gì thì chúng ta không kết luận. Nhưng mà bây giờ thì Nguyễn Đức cũng chạy, Trần Phong Phong thì đóng một lúc từ lâu rồi, bà Loan thì cũng im. Đấy thì các gì thì theo ủng hộ hóng phim thì nó câu được một mớ tiền rồi nó cút. Các cựu chiến binh thì ngày xưa như Mark Smith nói là chúng tôi là có hàng nghìn cựu chiến binh tương tá thế nọ thế kia, thì bây giờ làm gì có ai, làm gì có ai, quý vị cứ thử nghĩ mà xem. Đấy, nó vào nó phá đám một lúc cho cái gọi là việc chia rẽ cộng đồng mạng trong cái việc lên tiếng cho vụ án Hồ Chí Hải. Vì thì phải nói luôn là tất cả những cái con người đó từ vì thì không phải nói xấu đâu, tất nhiên là nó cũng do phải là do một cái sự nghiên cứu và đầu tư để hiểu vấn đề. Thế nhưng khi đã lên tiếng là phải nghiên cứu, và hai là vấn đề mình đưa ra là không ai bẻ lại được thì mới được, chứ không phải như cái kiểu thánh nổ như ông Thanh Sơn với lại ông Lê Thúy hay là ông Mai Xuân Bích, xong rồi nó kia thấy anh Alibaba lên tiếng mạnh quá bắt đầu không làm được, quay ra là chửi bới, chửi bới cả Minh Thùy luôn. Nhưng xin nói quý vị là cái gì Minh Thùy đưa ra là chắc chắn là rất khó để mà có thể bẻ lại được, rất khó bẻ lại được, bởi vì là cái này là có sự đầu tư nghiên cứu, có sự đầu tư nghiên cứu chứ không hoàn toàn không phải chúng ta nói theo cảm tính, không phải cảm tính, có cơ sở chứ không phải là chúng ta dựa vào hồ sơ. Cho nên là để mà làm được vụ án này, và mình thì vẫn hy vọng là gì, là nếu như có một bộ hồ sơ đầy đủ của gia đình nhà bà Loan thì không thiếu gì người làm vụ án này, ít nhất là nó cũng phanh lại cái quyết định không nằm đang từ từ trôi đến với Hồ Chí Hải. Và biết đâu đó khi một vụ án này nó đưa lên mạnh mẽ thì Nguyễn Văn Trường cũng có đơn và cũng có lẽ là sẽ có những cái lợi hơn, bởi vì thực sự đến giờ phút này Nguyễn Văn Trường cũng chưa có quyết định hoãn thi hành án, mà hội đồng thi hành án đã được lập thì người ta có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Đấy. Bất cứ lúc nào luôn. Chứ gia đình nhà Nguyễn Văn Trường là chưa cầm cái gì trong tay cả, nếu cầm cái gì trong tay hoãn thì không nói làm gì. Thế nhưng mà thực sự là như vậy. Anh thì anh chêm vào câu, bởi vì là tại sao vừa nãy anh nói biết đâu bà Loan này có được một sự thỏa thuận nào đó mà là nó biểu hiện ở cái chỗ là Bùi Bảng ấy dám lên trên không gian mạng là dám đặt tính mạng của mình gọi là chết thay, tử hình thay Hồ Chí Hải, thì có khi lại nhận được cái thông tin căng cam kết của đó chứ là Loan thì là Bùi Bảng mới mạnh mồm như thế, đúng không? Đúng. Cái đấy không phải trừ đâu. Không phải trừ. Cho nên là ngay cả cái chuyện là bây giờ riêng là bám vào những cái kết luận giám định khoa học kỹ thuật hình sự của vụ án Hồ Chí Hải này vẫn có thể lật lại được vấn đề. Giám định tham cho, giám định pháp y tử thi là đảm bảo vẫn lật được. Không có gì không lật được cả. Có những cái căn cứ về khoa học đó mà. Người ta gọi là có hẳn một cái bộ phận khoa học kỹ thuật hình sự, có nghĩa là gì, là kỹ thuật hình sự cũng đều phải dựa vào khoa học, thì tại sao chúng ta không dựa vào đây để làm? Xin nói quý vị, làm gì có cái chuyện mà đốt một đống than cho mà thừa cái dây lưng, ví dụ như thế này này, như thế này thì được này, tức là cái nếu như Hồ Chí Hải bộ quần áo đó mà đến bưu cục của voi ấy, mà trong khi mà gọi là vật lộn với hai cô gái bị rách một cái mạch phản quân mà nó lưu ở hiện trường, thì đấy cái miếng vải đó thì còn tạm có thể coi là chứng cứ được, chứng cứ vật chất được, hoặc cái mũ bảo hiểm mà Hồ Chí Hải đến đấy xong bỏ quên đấy, không lấy về thì đấy gọi là cái vật chứng được. Thì mà làm gì đây, làm gì có cái gì đâu. Đúng thăm cho thì người ta bảo không có thành phần kết luận lên vải, mà các ông không biết ông đẻ đâu ra ba cái mảnh vải mà mỗi chỗ một tí, cái quần thì đốt cháy gì rồi mà vẫn còn có một cái phép một tia còn nguyên, thì xin nói quý vị để mang vào phiên tòa là vật chứng thì quý vị có thấy không? Rồi là cảnh sát điều tra đấy, rồi người ta đưa hẳn một cái bài báo công lý ấy. Họ đi lên họ nói là cảnh sát điều tra đã thu được 150 ghế giống ở đấy đấy, cái ghế hiện trường nó rõ dấu giày dấu dép dấu máu, người ta trả thu, thế người ta thu được cái 150 giống ở hiện trường để làm gì? Cái báo công lý đưa lên đấy, mình chỉ cho rằng là như này, họ đang coi thường nhân dân, là họ cho rằng nhân dân chả biết gì cả, lạ kỳ thế. Thế là cứ qua mặt thôi. Rồi là nói là Hồ Chí Hải là khai ra thế nọ thế kia, đi thu được cái dây chuyền làm gì có đâu. Kể cả lời khai của ông Mừng, bố của Thú Vật đấy.
có cái mặt dây chuyền bạn cứ thu lại, nhưng mà ông khai thế thôi, nhưng mà làm gì có mặt dây chuyền để cái lời khai để coi là chứng cứ đâu, không có. Mà các vị giáo sư tiến sĩ đấy mà người ta vẫn cứ gọi là cứ lời khai của Hải phù hợp thì khi nói quý vị chính là họ đang ngồi trên luật đấy, mà không phải nói ngồi trên luật đâu, mà họ đang lạm dụng chức vụ quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ vụ án luôn, chắc chắn là làm sai lệch hồ sơ vụ án và làm bao che cho các hành vi vi phạm tố tụng rất là nghiêm trọng, rất là thực sự là mình thì nói cho là rất là bực mình, không hiểu là người ta nghĩ cái gì, người ta nghĩ nhân dân ra hình như là ngu gắt sao ấy. Thì có giáo sư với tiến sĩ với thạc sĩ là các ông mới biết thế nào là chứng cứ, thế nào là tài liệu vụ án, các hồ sơ. Trong viên giám đốc thẩm thì mình thì nói đó là một cái phiên đùa giữa về công lý, các điều tra viên thì rối quanh, ông thì nói là cái ghế bị đốt làm gì có ai đốt ghế đâu, các ông không thu có ai đốt ghế đâu mà cứ bảo đốt hết rồi là thu cái ghế để thực nghiệm. Trong quyết định đưa phiên tòa ra xét xử, người ta nói rõ đưa ghế và là vật chứng thì các ông lại bảo thực nghiệm chỗ nào, thì tại sao cái dao cái thớt mua để thực nghiệm không đưa đốt vào đấy để xử. Đó là những cái điều mà khi mà xin nói quý vị là các vị thẩm phán là cứ gật gù thôi, biểu quyết là cứ 17-97 thôi, thì đây là một cái điều khó thể chấp nhận được. Vì thì hy vọng rằng là gì, hy vọng thực sự nhá, nói với quý khán giả như này, bà Loan mà thực sự muốn minh oan cho Hồ Giải thì phải bung hết các mẫu hồ sơ này lên, cái này là đương nhiên không có vi phạm pháp luật gì cả, chắc chắn là không vi phạm pháp luật, vì đây nó không phải là tài liệu mật, nó chỉ mật trong giai đoạn điều tra mình nói rất lâu rồi, không có mật mềm mẽo gì ở đây cả. Đấy, chúng ta cứ vào luật trang của luật sư Lê Văn Hòa, tài liệu bút lục cứ áp thoải mái lên Facebook chả có sao cả, đây là tài liệu công khai mà, đó là gì, những cái tài liệu mà chứng minh rằng các hành vi vi phạm pháp luật mà để buộc tội cho bị can bị cáo, nếu mà người ta làm đúng ấy thì cãi thế nào được. Đây là những cái vấn đề mà mình chỉ cho rằng chưa biết là có vấn đề gì, có thỏa thuận gì không thì mình cũng biết, nhưng chắc chắn là gia đình nhà bà Loan đến giờ, cá nhân bà Loan là kể cả Hồ Thị Thu Thủy không hề có kêu oan cho anh trai mình nữa, không kêu oan, chắc chắn là như vậy rồi. Thì họ có thể là họ sẽ nói là thôi để đến hết năm 26 thì không biết là mạng của Hồ Giải có giữ được đến hết năm 2026 không, mình biết có một sự cam kết bảo đảm hay không thì không biết, thế nhưng mà bây giờ là có vấn đề. Và rõ ràng là tất cả các cái kênh khác thì hầu như là vụ án Hồ Giải người ta không nói, chỉ còn lại kênh của anh Alibaba là lên tiếng về vụ án Hồ Giải, và đây là một vụ án nổi cộ và chúng ta có thể nhìn thấy oan sai mươi mươi rồi, thế nhưng mà họ cứ lờ đi, họ coi như chẳng có trách nhiệm gì cả. Thì cũng cái này cũng cần phải Chủ tịch nước, Tổng Bí thư cũng phải quan tâm xem xét cái vấn đề lĩnh vực tư pháp này để mà giải quyết những oan sai cho người dân, mặc dù không phải là nhiều. Và hai là chúng ta cũng không thể nào quy chụp cho cả một cái chiều dài lịch sử của nền tư pháp mà chúng ta không quy chụp. Thì nhưng mà những cá nhân để gây ra những việc này thì bắt buộc phải xử lý. Đấy, quan điểm của em là đầu tiên là phải ông Trương Hòa Bình, sau đó đến ông Nguyễn Hồi và tất cả những người liên quan, còn họ biết hết và họ làm sai lệch ngay từ đầu luật rồi. Đấy, thì thôi, thì mình thì xin giao lưu quý vị khán giả như vậy, và rất cảm ơn anh và cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị có vấn đề gì mà cần phải hỏi Minh Thùy về vụ án Hồ Giải không? Thì Minh Thùy sẽ xin được giải đáp với quý vị khán giả. Quý vị cứ để lại comment ở trên màn hình, Minh Thùy sẽ nhìn thấy. Vâng, xin mời quý vị khán giả nào có muốn hỏi thêm về bạn Minh Thùy về những vấn đề gì thì bạn sẽ xin giải đáp. Khán giả nào comment ở trên màn hình sẽ nhìn thấy ạ. Có thể nói là đúng là hồ sơ của vụ án này em thuộc như cháu chảy nắm được tất cả vấn đề, mà có lẽ là nhiều khi anh cứ buồn cười những cái, nếu như hồ sơ được đấy Trương Châu Hữu Danh đưa ra một cái gọi là cái gì nhỉ, cái biên bản gọi là ghi lời khai của bà Ngân bán trái cây vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 1 thì em thấy nó nực cười.
Thực ra thì em nói là tất cả các cái nhân chứng, ví dụ chẳng như là Lê Thị Thu Hiếu rất quan trọng. Nó khai rằng ngày ngày 13 nó ở đó, thì em nói là không có chứng cứ nào chứng minh rằng nó ở đó đâu. Thế này, việc này cơ quan điều tra bắt buộc phải chứng minh việc này, nhưng họ không chứng minh được, không chứng minh được. Tại sao không cho Thu Hiếu khai phù hợp với những cái đồ vật hiện trường không có? Ít nhất là ví dụ chẳng hạn như là trên bàn, trên miếng, rồi là nồi cơm, rồi là cầu thang, nó có những dấu vết vân tay của Thu Hiếu, nó phải để lại ở đây. Bởi vì kiểu gì nó chả có, người ta không thu được dấu vân tay của Thu Hiếu ở đây. Mà khi mà Thu Hiếu nấu cơm thì khai tầm bậy. Lúc trước thì gọi là có hai lời khai, một là lời khai là ăn cơm trưa với lại trứng chiên. Nhưng mà lời khai sau này thì lại khai là ăn cơm với canh cải với thịt heo. Đấy là những cái việc gọi là bây giờ cứ nói thẳng luôn là ngụy tạo hồ sơ. Thế còn đến khi mà cái biên bản khám nghiệm đấy rồi thì 17 giờ Thu Hiếu về là hai cô gái chưa ăn cơm. Có thế nhiều khán giả cái... đang hỏi đây không? Dạ. Có gì thế không? Thế anh ấy cứ nói đọc là theo tôi vụ Hồ Duy Hải giờ chỉ có hủy hồ sơ điều tra lại thì cứ tìm hai thằng Nghị điều tra là chuẩn nhất phải không? Không không, cái này thì nó như này. Cái việc đầu tiên muốn hủy điều tra lại thì phải hủy quyết định 05 đã. Muốn làm gì thì làm, phải hủy quyết định 05. Bởi vì tòa mới có quyền cho yêu cầu cơ quan điều tra để thực hiện lại việc điều tra. Còn khi mà đã điều tra lại thì chỉ cần Túng Đình Phu và Phùng Hiếu thôi là ra hết. Không cần phải người đó người kia. Anh Alibaba và Minh Thịnh ngày xưa nói nhân vật Đình Phu là biết rõ hết. Và đây là một cái, đây là một cánh tay nối dài của tội ác. Mình thì phải nói thẳng luôn là Đinh Vũ Hùng như vậy đấy. Tức là toàn bộ cái chứng cứ về vật chất mà bưu cục cầu voi bị mất đó là Đinh Vũ Hùng khai bậy. Sim card không có, điện thoại không có, tiền mặt không có. Thì bám ngay vào đây cũng đã đủ lật lên rồi. Tức là chúng ta lưu ý đấy, ông Bình không nói trên Quốc hội ấy, chứ chúng ta không bịa ra nghe. Bưu điện họ khai rằng họ mất cái này, mất cái này. Thì cái đấy không, mà phải là bưu điện họ đã đưa ra các chứng cứ chứng minh là các tài sản họ bị mất thì đấy mới là đúng, chứ họ khai không đúng đâu. Xin nói ví dụ chẳng hạn như là bây giờ bưu điện nó chẳng mất tiền, thế mà bây giờ Đinh Phú Hùng hôm trước vừa đến là vay quỹ tạm đóng tiền mặt 1,4 triệu, thì hôm sau đến thì bảo là mất mất bưu điện, mất 1,4 triệu, nhưng thực ra Đinh Phú Hùng cầm cái số tiền đấy thì sao? Nó phải có kiểm quỹ, kiểm kỹ từng ngày một. Mà rõ ràng là cái quy trình kinh doanh của bưu cục cầu voi thì đáng ra kế toán của bưu điện thủ thừa phải có một cái giải trình về quy trình kinh doanh và thu tiền của bưu cục cầu voi, hoặc là chính bản thân Đinh Phú Hùng giải trình. Như xin nói quý vị, cái việc này ai giải trình quý vị ấy biết không? Thu Hiếu là con bé, nó chỉ là gọi là những người đến đấy chơi đấy, chứ nó có phải là nhân viên kế toán của cái bưu cục cầu voi đâu mà nó nắm được cái việc đó. Thế nhưng mà cái người giải trình cái việc đấy lại là Thu Hiếu, chứ không phải những con người có trách nhiệm kia. Ta biết thừa rồi. Riêng về cái chuyện tố cáo tất cả những vật chứng tài sản được cho Hồ Giải cướp trong cái vụ án này là không có thật. Cái thứ hai là căn cứ vào biên bản khám nghiệm tử thi, là khi xác định rằng hai cô gái đó thức ăn trong dạ dày đã nghiến, thì căn cứ vào tài liệu y khoa người ta chứng minh rằng thức ăn ở đó đã nghiến trong dạ dày, thì cái lúc đó đã sẽ tách cái bữa ăn cuối cùng 5 đến 6 tiếng. Như vậy là Thu Hiếu khi mà về 17 giờ là chưa ăn cơm. Vậy thì hai cô gái đó phải ăn sau 17 giờ, có nghĩa là đến 18 giờ. 18 giờ quý vị cứ cộng cho tôi là 5 đến 6 tiếng nữa thì nó rơi vào 23 giờ, chứ không phải là 20 giờ 30 đâu, hoặc là 21 giờ 30 là không phải. Như vậy là lúc nếu mà không phải 21 giờ 30 thì rõ ràng lúc đấy vẫn nó về rồi, thì có nghĩa là hai cô gái vẫn đang sống. Như vậy là nó ấy mâu thuẫn với cái việc là Hồ Duy Hải là sát hại Hồng trong khi Vân đi mua trái cây, là kết luận điều tra là toang hết luôn. Rõ ràng chúng ta bám ngay vào Thu Hiếu là nó khai là khi nó về 17 giờ là không ăn cơm gì cả. Nên như, nếu như mà ăn từ trưa thì lúc đấy thức ăn lại không còn nữa, bởi vì nó tiêu hóa rồi. Nên đây là những cái mà có thể bám này, có thể lật lại được, chứ không phải là không đâu. Không cần phải là người ta kết luận là giám định giờ chết của hai nạn nhân thế nào, mà đây chúng ta nhìn thấy mâu thuẫn này luôn. Và chắc chắn là cơ quan điều tra, kể cả là ông Bình cũng không bao giờ giải trình được cái việc này. Đó
là những cái mà phải 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 nghiên cứu hồ sơ, chứ còn người em đã cho họ làm họ không không đọc hồ sơ và họ cũng không có một cái tâm huyết, không có tâm huyết để mà mình hoàn bằng được, còn người ta không thể giải trình được việc gì đâu, em khẳng định là người ta không giải trình được. Thì thôi thời gian nó cũng dài dài rồi anh ạ, thì chúng ta lại hẹn nhau buổi sau anh ơi. Dạ rồi, ok, rất là cảm ơn bạn Minh Thủy hôm nay lên chia sẻ cho quý vị khán giả. Chúng ta những ai đã nghe rồi thì chúng ta nhớ lại, còn những ai chưa nghe về hồ sơ vụ Hồ Duy Hải thì hôm nay đã được thám tử Cao Minh Thủy, bạn đã lục lại, khai quật lại những hồ sơ rất chính xác đối với vụ Hồ Duy Hải và những nhận định của mình. Và tôi cho rằng đấy là tất cả những cái kịch bản này đã được dàn dựng, kể cả vấn đề về hồ sơ xây dựng cho đến là hung thủ, tất cả đều được dàn dựng phục vụ cho một mục đích nào đó của những cái nhóm người làm sai lệch cái vụ án này, mà cũng mong rằng sẽ được đặc biệt bây giờ như tôi đã nói nhiều lần khẳng định với vụ Hồ Duy Hải phải là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bởi vì những cái khác thì họ đã đề nghị rồi, Ủy ban Tư pháp đề nghị rồi, các đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát rồi, chỉ còn có gì chỉ còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu là Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao xem xét lại cái quyết định 05 này với những cái tình tiết mà phân tích như vừa rồi của bạn Minh Thủy. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Hẹn quý vị khán giả ít phút nữa, trước khi tối nay tôi sẽ lên sóng vào khoảng độ 8:30 tối để chúng ta xem bóng đá, và đó là buổi live stream cuối cùng trong ngày. Xin mời quý vị khán giả chú ý đang nghe. Vâng, xin cảm ơn bạn Minh Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại.